Chỉ khi sự cố về ba du khách người Anh và một người Belarus thiệt mạng khi tham gia các tour du lịch mạo hiểm tại khu du lịch thác Đa Tăng La và Bon Gua, thì những người làm công tác quản lý du lịch và các công ty du lịch mạo hiểm mới thực sự cảm thấy đáng tiếc về sự việc này. Đặc biệt hơn là từ vụ tai nạn này, nhiều công ty chuyên hoạt động trên lĩnh vực du lịch mạo hiểm lấy đó làm bài học để đúc rút kinh nghiệm cho việc tổ chức các tour du lịch mạo hiểm do đơn vị mình tổ chức. Trước giờ thì làm thì những cái trang thiết bị rồi về cả nhân sự nữa thì đều là của công ty đều là theo cái yêu cầu của bên sở hết, các cơ quan ban ngành họ yêu cầu trang thiết bị phải có nguồn gốc xuất xứ rồi có hóa đơn rồi đơn vị cung cấp là phải đúng tiêu chuẩn của pháp luật. Cái bước trước giờ mình làm mình vẫn cẩn thận, mình vẫn đầy đủ, nhưng mà sau cái tai nạn này xảy ra thì công ty cũng đã rà soát lại hết những cái kỹ năng của anh em, rồi cũng đã tập trung anh em lại, rồi hướng dẫn dặn dò, rồi nói chung là cũng có những cái động thái để làm cho cái sự an toàn của du khách nó phải cao hơn nhiều đó. Tức là đi tour thì phải đảm bảo được cái số người hướng dẫn nó phải đủ cho các tour, mang thêm một số trang thiết bị, ví dụ như dây, mang thêm dây, những cái dây chuyên dụng để mình căng qua sông, hoặc là mình thiết kế ở những cái chỗ nào mình cảm thấy là nguy hiểm mà trước giờ mình chưa có làm đó, thì bây giờ mình phải làm chặt chẽ hơn. Theo ông Võ Đức Trung, giám đốc du lịch mạo hiểm Việt, đơn vị đã có trên 15 năm hoạt động trên lĩnh vực du lịch mạo hiểm, thì loại hình du lịch này không phải ai cũng làm được. Vì vậy, để tổ chức thành công một tour du lịch mạo hiểm, cần có sự hợp tác từ hai phía. Phía đơn vị khai thác tour phải có những hướng dẫn viên đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kỹ năng, các thiết bị du lịch mạo hiểm phải được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Về phía du khách, cũng cần có những kỹ năng trong việc lựa chọn các công ty du lịch uy tín, tuân thủ sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên, đồng thời phải được trang bị những đồ dùng bảo hộ cần thiết. Và chúng tôi hiểu là đó là một cái sự việc đáng tiếc. Tuy nhiên nếu mình nhìn theo một cái khía cạnh tích cực đó, thì đó là một cái bài học để cho các cái doanh nghiệp làm về cái lĩnh vực này phải nhìn lại mình và xem lại một cái chuẩn mực để mà có thể tiếp diễn cái công việc một cách có hiệu quả, là cái vấn đề an toàn và cái đảm bảo an toàn cho du khách là một yêu cầu đầu tiên. Và qua đó thì tôi nghĩ rằng là một cái bài học để cho các cái doanh nghiệp phải biết trang bị cho mình những cái kỹ năng, những cái vấn đề cần thiết cho một cái quy trình an toàn. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 12 công ty du lịch lữ hành quốc tế được cấp phép hoạt, trong đó có 8 công ty chuyên khai thác loại hình thể thao mạo hiểm. Đây là loại hình du lịch mới, thu hút nhiều giới trẻ, đặc biệt là quốc tế. Nhưng hiện nay, loại hình này chưa được kiểm soát chặt chẽ về mặt chất lượng dịch vụ. Đội ngũ hướng dẫn viên ở một số công ty chưa được đầu tư bài bản. Thậm chí là một số công ty du lịch mạo hiểm mới ra đời còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm. Nhiều công ty sẵn sàng hạ giá thành để tranh giành khách về đơn vị mình, dẫn đến chất lượng dịch vụ không cao, từ đó tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngành chúng tôi cũng đã tổ chức ngay một cái cuộc họp với tất cả các cái công ty lữ hành và các cái khu điểm du lịch đang hoạt động trên địa bàn, và cũng tại cuộc họp đó thì chúng tôi cũng đã yêu cầu các cái đơn vị, các tổ chức cá nhân đang hoạt động kinh doanh về du lịch trên địa bàn cũng phải xem đây là một cái bài học để chúng ta có cái kiểm tra và chấn chỉnh lại tất cả những cái hoạt động mà nó liên quan đến cái yếu tố có du khách đến. Và như vậy thì qua cái triển khai của ngành thì chúng tôi cũng thấy rằng là các cái tổ chức cá nhân đang hoạt động du lịch trên địa bàn cũng đã ý thức được vấn đề này, để cái việc mà một là cái việc mà giáo dục và nhắc nhở đối với tất cả cán bộ người lao động đang hoạt động trong lĩnh vực này. Thứ hai là phải rà soát kiểm tra lại tất cả các cái không gian ở tại các cái khu điểm du lịch để làm sao nó đảm bảo được cái độ an toàn tuyệt đối khi có du khách đến. Và đặc biệt là các cái khu điểm du lịch mà có tổ chức các cái phương tiện vận chuyển các cái loại hình để phục vụ các cái trò chơi giải trí cho du khách thì cũng phải rà soát kiểm tra thường xuyên để đảm bảo được cái độ an toàn tốt nhất cho du khách.
Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra của các du khách khi tham gia du lịch mạo hiểm ở Lâm Đồng đã đặt ra nhiều vấn đề trong cái công tác quản lý thanh kiểm tra của ngành du lịch tỉnh, cũng như là những bài học kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ của các cái doanh nghiệp kinh doanh du lịch mạo hiểm. Có như thế thì du lịch mạo hiểm mới thực sự phát triển như tiềm năng vốn có và hấp dẫn hơn dành cho du khách khi đến với Đà Lạt, Lâm Đồng. Với đặc điểm địa hình đồi núi, từ khi hình thành tới nay, thay cho hệ thống đèn xanh, đèn đỏ, ở Đà Lạt đã được xây dựng vòng xoay tại các giao lộ. Mặc dù vậy, tình hình giao thông ở đây vẫn được đảm bảo. Người dân Đà Lạt luôn ý thức tôn trọng luật giao thông, nhưng nhìn lẫn nhau mỗi khi qua đường. Một thành phố không có hệ thống đèn tín hiệu giao thông được xem như là nét đẹp văn hóa đặc trưng của thành phố Đà Lạt. Mình thấy giao thông Đà Lạt nó khác rất là nhiều các tỉnh khác. Đặc biệt là mình để ý là ở các ngã tư thường hiếm thấy đèn giao thông. Mình thấy là đây là một cái lạ ở Đà Lạt. Nó khác rất là nhiều với quê hương của mình là ở Hà Nội. Có thể nói là ở đây người dân ý thức rất là cao trong việc tham gia giao thông. Thì mình hy vọng là trong tương lai sẽ có nhiều thành phố khác học hỏi được điều này ở Đà Lạt.